Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, Kính Thưa Toàn Thể Quý Vị. Quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử đón xem chương trình hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, lễ dương y mùa Vu Lan báo hiếu phân lịch 2564 và lễ húy nhật thần mẫu Hòa thượng viện chủ chùa Hòa Khánh, cụ bà Phan Thị Hồng pháp danh Diệu Hoa. Hà Nội, chương trình thóc sâu hiếu đạo hướng về tứ trọng ân nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Con Tum, tại chùa Huệ Chiếu, phường Mô Mây, hơn 200 đồng bào dân tộc thiểu số quy y Tam Bảo và dự lễ Vu Lan báo hiếu nhân rằng chùa Sắc Tứ Thập Phương tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng cùng pháp y ca sa. Thừa Thiên Huế, chùa Từ Lâm tổ chức trao tặng học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sáng ngày 25 tháng 8, nhằm ngày 7 tháng 7 năm canh tí, tại chùa Hòa Khánh số 215 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã lòng trọng diễn ra lễ dâng y mùa Vu Lan báo hiếu phân lịch 2564 và lễ húy nhật thần mẫu Hòa thượng Thích Tấn Đạt, ủy viên thư ký hội đồng trị sự, phó văn phòng hai trung ương, viện chủ chùa Hòa Khánh. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng chư tôn đức các tự viện đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, Chư Tôn Đức, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã dân hương cầu nguyện trước Tam Bảo, Đại chúng Tăng Ni Phật tử, đồng tụng thời kinh vô lan và báo hiếu phụ mẫu. Phật tử như khôi, đại diện đạo tràng chùa Hòa Khánh và Hiếu Quyến, dần lời tác bạch dân y cúng dường, hồi hướng công đức, nguyện cầu chân linh cụ bà Phan Thị Hồng, pháp danh Diệu Hoa và cha mẹ bảy đời quá vãng được siêu sanh lạc quốc. Thay mặt chư Tôn Đức chứng minh, Hòa thượng thích như niệm ban lời đạo từ và nguyện cầu chư Phật mười phương tiếp độ chân linh thân mẫu Hòa thượng viện chủ chùa Hòa Khánh được an lạc trong cửu phẩm liên hoa của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đồng thời cầu chúc chư tôn thiền đức và Phật tử luôn được tâm an, thân khỏe, sở nguyện viên thành. Tại buổi lễ, Hòa thượng thích tấn đạt đã có lời tri ân chư tôn giáo phẩm. Chư Đại Đức Tăng Già đã quan lâm về đạo tràng Chùa Hòa Khánh chính minh và tham dự lễ huyến nhật thân mẫu Khánh nguyện Tam Bảo thường gia hộ quý ngài, pháp thể Kinh an, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây Bồ đề cho hàng hậu học noi theo. Được biết, trước đó vào chiều ngày 24 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Canh Tý, đại diện kênh thông tin tổng hợp phật sự online thượng tọa thích minh nhẫn ủy viên thường trực hội đồng trị sự tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp phật sự online đại đức thích minh ân phó tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp phật sự online cùng chư tôn đức chùa minh đạo bàn biên tập và nhân viên của kênh đồng về thắp nén tâm hương trước chân linh của thân mẫu hòa thượng viện chủ chùa hòa khánh cùng nhau nguyện cầu chân linh cụ bà đời đời an vui miền tịnh độ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện công văn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chùa Bằng số 63 Phố Bằng Liệt, Phương Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã không tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu và khóa tu vu lan như mọi năm. Thay vào đó là chương trình Talk Show Hiếu Đạo hướng về tứ trọng ân nhân mùa vu lan báo hiếu phân lịch 2564 được phát trực tiếp trên Facebook Chùa Bằng vào tối ngày 23 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện công văn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chùa Bằng số 63 Phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã không tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu và khóa tu vu lan như mọi năm. Thay vào đó là chương trình thóc sâu hiếu đạo hướng về tứ trọng ân nhân mùa vu lan báo hiếu Phật lịch 2564 được phát trực tiếp trên fanpage Chùa Bằng vào tối ngày 23 tháng 8 vừa qua. Chương trình diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ trì chùa bằng Linh Tiên Tự. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của hai diễn viên nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và những vị khách mời đặc biệt tại trường quay là đại diện cho các vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên thóc sâu nhằm mục đích để tất cả chúng ta những người con phật có thời gian sống chậm lại giữa nhịp sống phồn hoa hiện đại nhìn nhận lại tất cả những câu chuyện những mối quan hệ trong cuộc sống để rồi gợi nhớ lại về tứ trọng ân cao cả mà mỗi người con phật luôn phải khắc ghi đó chính là ơn tam bảo ơn cha mẹ sinh thành thầy cô dạy dỗ ơn quốc gia xã hội và ơn chúng sinh vạn loài từ đó biết sống sao cho đúng lẽ đạo, trở thành một người văn minh trong hành xử, đúng mực trong cử chỉ lời nói, để cuộc sống không chỉ trong mùa vu lan này mà trong suốt 365 ngày và suốt cuộc đời đều luôn sống trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Sau hai tiếng đồng hồ chia sẻ về những câu chuyện đang diễn ra trong xã hội ngày nay, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã ban đạo từ khép lại chương trình Talk Show hướng về mùa vu lan báo hiếu phân lịch 2564. Theo Hòa Thượng, không phải chỉ trong mùa Vu Lan mới nhớ tới bốn ơn cao cả, ca, nhưng đây chính là tháng trọng điểm để mỗi người nhìn nhận lại những điều trong quá khứ và sống tri ân bảo ân trong những ngày tiếp theo của sau này. Những câu chuyện được nêu ra trong thóc sâu để mỗi người hiểu được rằng trong cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, nói lên cái xấu nhằm ngăn chặn để nó không ảnh hưởng tới những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống hòa thượng chia sẻ về tấm gương hiếu hạnh của đức phật từ khi ngài còn là thái tử cho đến khi ngài đã thành phật ngài vẫn giữ tinh thần hiếu đạo cao cả đó tinh thần hiếu đạo trong phật giáo mà đức phật đã dạy với tinh thần hiếu đạo của dân tộc việt nam từ bao đời nay đều gặp nhau tại một điểm Cha ông ta từ xưa đã có rất nhiều câu ca dao tục ngữ dạy con cháu về hiếu đạo. Hòa thượng nhấn mạnh, hình sao bóng vậy, vì thấy Đức Phật sống và nêu cao tinh thần hiếu đạo, cho nên mới có tôn giả mục kiến liên hiếu đạo. Vì lẽ đó mà mỗi người chúng ta đang là đệ tử của Ngài cũng phải học theo tinh thần hiếu đạo đó. Hòa thượng cho biết. Nếu chúng ta biết áp dụng và thực thi tất cả mọi, thì xã hội này sẽ bình ổn, an bình và có chúng tôn ti trật tự trên dưới sẽ làm giảm thiểu những cái tệ nạn xấu chứ chúng tôi nghĩ rằng ở thời nào cũng vậy và bất cứ quốc gia nào tân tiến cũng thế cũng thể không sao tránh khỏi có một vài phần tử xấu nhưng cố gắng là hạn chế cũng như dịch khi mà phát hiện ra dịch rồi khoanh vùng không cho vị, dịch nó lây lan thì đấy chính là bảo vệ được cộng đồng. Các cái mặt xấu mà chúng ta ngăn chặn được thì nó không có sự lây lan, không bị ảnh hưởng cho cái những người khác lớp trẻ mà biết giáo dục thì sau này đất nước sẽ được vững bền hơn, được phát triển hơn. Lời đạo từ ý nghĩa của hòa thượng đã khép lại chương trình thọc sâu trực tuyến tại chùa Bằng thành tựu viên mãn. Quý vị thân mến, Vu Lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Vu Lan báo hiếu còn là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm tính văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức tình người. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và tạo nên một truyền thống đó là uống nước nhớ nguồn. Trên tinh thần đó, Chùa Huệ Chiếu, thành phố Con Tum và Chùa Sắc Tứ Thập Phương, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ vu lan báo hiếu vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại Chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, thành phố Con Tum, đã trang nghiêm tổ chức lễ quy y tam bảo và chương trình cài hoa hồng nhân đại lễ vu lan về cho hơn 200 Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hai xã Ia Chim và xã Ia Xe, huyện Sa Thầy chứng minh buổi lễ có hòa thượng thích quảng xà phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đặc trách 5 tỉnh tây nguyên trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh con tum tại buổi lễ hòa thượng thích quảng xà đã nhắc nhở các giới tử cần giữ tâm thanh tịnh lắng lòng hướng về mười phương chư phật thật tâm phát nguyện lãnh thọ giới pháp thì mới mong đắc giới để làm hành trang trên con đường quy hướng tam bảo tiếp đến hòa thượng đã lần lượt truyền trao tam quy ngũ giới cho toàn thể hành giả phát nguyện qua đó ngài chia sẻ cùng các phật tử về ý nghĩa của sự quy y là được nương vào ba ngôi báu phật pháp và tăng nương vào phật để ngài đưa đường chỉ lối đến con đường giải thoát nương vào pháp để có trí tuệ tránh tất cả mọi điều xấu ác làm tất cả các điều lành chuyển hóa con người từ khổ đau hầu mang lại an lạc hạnh phúc Nương vào tăng là những người thầy đưa đường chỉ lối cho các quý vị trên con đường tu học. Hòa thượng nhấn mạnh, được làm người đã khó, được gặp Phật và nghe Pháp càng khó hơn. Chúng ta cùng hội tụ về ngôi chùa Huệ Chiếu, điều này đã hội tụ đầy đủ nhân duyên trong tinh thần Pháp Lữ. Chúng ta đến quy y tam bảo theo tinh thần tự nguyện, không ép buộc trong tinh thần vô ngã vị tha tuyệt đối giáo pháp của Đức Phật là vô lượng vô biên, hướng mọi người không nên làm điều ác, nguyện làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Những lời pháp nhũ vi diệu của Hòa Thượng đã giúp cho đồng bào nhân dân Phật tử làm hành trang vào đời trên con đường tinh tiến tu học. Trong giờ phút thiêng liêng, Hòa Thượng đã hướng dẫn đại chúng cách chắp tay lễ Phật, cùng hướng về Tam Bảo, chính thức làm lễ quy y, trở thành đệ tử Phật. Chiều cùng ngày, chùa Huệ Chiếu cũng đã tổ chức nghi thức cài hoa hồng nhân dịp quy y tam bảo cho bà con Phật tử dân tộc. Qua đó, Hòa Thượng cũng đã chia sẻ cho đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của nghi thức linh thiêng này. Dịp này, chùa Huệ Chiếu cũng đã trao tặng hơn 100 suất quà hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19. Mỗi suất quà gồm một thùng mì và 5 ký gạo, tổng trị giá gần 20 triệu đồng sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 7 tháng 7 năm canh tí tại chùa Sắc Tứ Thập Phương, phường Vĩnh Thanh, thành phố Sạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và Dân Cúng Pháp Y Ca Sa. Buổi lễ có sự quan lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa Thượng Thích Minh Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa Thượng Danh Động, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Ủy viên Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Kiên Giang, cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni các huyện, thị, thành, Chư Tôn Đức Tăng trụ trì các cơ sở tự viện và đông đảo Phật tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang về tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Pháp Trí, Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Sắc Tứ Thập Phương, dân lời tác bạch đến chư tôn đức tăng và hướng dẫn Phật tử trang nghiêm đạo tràng thành kính đảnh lễ. Phật tử Diệu Phượng, đại diện đạo tràng Phật tử chùa Sắc Tứ Thập Phương, thành kính dân lời cảm niệm và cúng dường pháp Ikasa đến chư tôn đức chứng minh. Ban lời đạo từ, Hoa thượng Thích Huyền Thông đã tán thán tinh thần hiếu đạo của toàn thể hội chúng mong rằng người đệ tử Phật với tấm lòng luôn nhớ tứ trọng ân và tâm nguyện rằng tâm hiếu là tâm Phật hạnh hiếu là hạnh Phật hòa thượng chứng minh cũng có đôi lời khuyến tấn đại chúng khi chúng ta đã may mắn làm một người Phật tử học tập Phật pháp mà đặc biệt lại biết được tấm gương hiếu hạnh tột cùng của tôn giả một kiền liên đây là tấm gương sáng mà chúng ta phải noi theo bên cạnh đó chúng ta cũng không thể bỏ qua việc thọ trì năm giới vì đây là nền tảng đạo đức căn bản của một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Cuối lời, Hòa Thượng gửi lời chúc đến đại chúng sẽ có một mùa vô lan trọn niềm hiếu hạnh. Toàn thể hội chúng cùng lắng tâm thành hướng về cha mẹ trong thời kinh vu lan và thanh kính dâng lên chư tôn thiền đức chứng minh những tịnh tài, tịnh vật với tất giả trí thành, trí kính của mình. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 570 ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân về thành lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An. Theo lịch làm việc, ngày 25 tháng 8 vừa qua, đoàn có buổi làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, chùa Thiên Châu, 101 Huỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An tiếp đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo tỉnh long an có hòa thượng thích minh thiện ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban hoàng pháp trung ương trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh long an thượng tọa thích quảng tâm ủy viên hội đồng trị sự phó thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh long an đại đức thích đức hoàng phó trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đại đức thích lệ trí ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban kiêm trưởng ban giáo dục phật giáo tỉnh long an Đại đức Thích Lệ Duyên, Tránh thư ký Ban Trị sự Phật giáo Long An, cùng Chư Tôn đức tăng ni thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, phái đoàn Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân do ông Trương Văn Nam, Ủy viên thường trực Trưởng Ban Văn hóa xã hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn, tháp tùng đoàn có ông Đặng Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội tỉnh Long An, bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An cùng các cấp lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh, huyện, thành phố trong đoàn giám sát. Ông Trư Văn Nam thông qua nội dung chính buổi làm việc về thực hiện công tác của ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc kiểm tra giám sát các tổ chức tôn giáo thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo trong địa bàn tỉnh Long An. Ông cũng có lời ghi nhận và khen ngợi Phật giáo Long An thực hiện rất tốt về luật tín ngưỡng tôn giáo và giữ vững vai trò đồng hành cùng dân tộc trong thời gian qua. Tiếp đến, Đại Đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo Long An, có sự báo cáo tổng quát thành tựu Phật sự của các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Đại Đức cũng nêu ra những thực trạng chưa thực hiện được theo luật tín ngưỡng tôn giáo, như biểu mẫu 162 không có phần cơ quan chủ quản, cơ quan đơn vị và số ký hiệu văn bản. Luật tín ngưỡng tôn giáo không quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ sở tôn giáo của vị trụ trì. Nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạo dựng tổ chức trái phép vân vân. Tiếp đến, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã nhắc lại lịch sử Phật giáo có mặt tại tỉnh Long An cũng như những thành quả Phật giáo Long An đồng hành cùng dân tộc theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Hòa thượng có một số kiến nghị với đoàn giám sát những nội dung như thành lập pháp tạng đang diễn ra hiện nay, việc thành lập am thất cơ quan nên báo cho giáo hội tỉnh biết để hỗ trợ tăng ni sinh hoạt đúng pháp luật và hiến chương giáo hội. Địa bàn tỉnh Long An còn một số nơi cần có cơ sở thờ tự Phật giáo, rất mong chính quyền tạo điều kiện để thành lập như huyện Mộc Hóa, huyện Tân Hưng, vân vân. Những kiến nghị của Phật giáo Long An được đoàn giám sát ghi nhận và giải đáp trực tiếp có những nội dung kiến nghị, đoàn sẽ trình lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tham mưu, giải quyết và có phúc đáp sau. Buổi làm việc kết thúc trong tinh thần tuân thủ pháp luật, đoàn kết và phương châm, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2020, ngày ngày 6 tháng 7 năm canh tí, tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo, số 3 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Ban Bảo vệ Di tích lịch sử Chùa Tam Bảo đã tổ chức lễ tổng kết nhiệm kỳ 10 2017-2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 11 2020-2022. Tham dự hội nghị có Đại Đức Thích Pháp Trí, Tránh Thư ký Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trưởng Ban Bảo vệ Di tích. Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Minh Hiếu, chuyên viên Ban Quản lý Di tích tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Rạch Giá cùng các cấp chính quyền phát biểu khai mạc hội nghị Đại Đức Thích Pháp Trí cho biết Chùa Tam Bảo là di tích lịch sử văn hóa cách mạng nổi tiếng có lịch sử lâu đời. Trước năm 1945, chùa được các nhà sư yêu nước chọn làm cơ sở hoạt động cách mạng. Trải qua bao biến cố lịch sử, ngày 22 tháng 3 năm 1988, Chùa Tam Bảo đã được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Công chức văn hóa xã hội phường Vĩnh Bảo đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Ban bảo vệ di tích nhiệm kỳ 10 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 11. Theo đó, nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của Đảng, nhà nước về hoạt động của Ban bảo vệ di tích chùa Sắc Tứ Tam Bảo nên các tiêu chí được đề ra đều cơ bản hoàn thành tốt cơ sở vật chất, công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự trong khu di tích được đảm bảo. Các thành viên trong ban bảo vệ di tích luôn đoàn kết, đồng thuận trong chấp hành quan điểm chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo đúng tinh thần, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong nhiệm kỳ tới, để đáp ứng nhu cầu đời sống tín ngưỡng của đồng bào Phật tử và phát huy giá trị di tích văn hóa, Ban Bảo vệ Di tích Chùa Sắc Tứ Tam Bảo nhiệm kỳ 11 đề ra một số phương hướng hoạt động đồng thời cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị để công tác bảo vệ di tích nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn thay mặt cho ban bảo vệ di tích đại đức thích pháp trí bày tỏ mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành chuyên môn để thời gian tới ban bảo vệ di tích có điều kiện tiếp tục trùng tu tôn tạo từng bước hoàn thành các hạng mục của chùa tam bảo nhằm tăng thêm vẻ mỹ quan cũng như nét đẹp văn hóa của di tích lịch sử Đại diện cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Rạch Giá, ông Nguyễn Quốc Hoàng đánh giá cao những thành quả mà Ban bảo vệ di tích chùa Tam Bảo đã đạt được trong nhiệm kỳ 10. Đồng thời, đề xuất một số ý kiến lên Ban bảo vệ di tích. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Ban bảo vệ di tích sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị cũng đã bầu Ban bảo vệ di tích nhiệm kỳ 11 gồm 11 thành viên do Đại Đức Thích Pháp Trí làm trưởng ban. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trong sự thống nhất của mọi thành viên cùng phát huy nỗ lực trùng tu bảo vệ di tích chùa Tam Bảo trong nhiệm kỳ 11. Cuối chương trình là phần tin chùa Từ Lâm thành phố Huế tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu năm Canh Tý Phật lịch 2564 lại về cũng như bắt đầu cho năm học mới sắp tới, sáng ngày 23 tháng 8 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 7 năm Canh Tý tại chùa Từ Lâm thành phố Huế, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, kiêm trưởng phân ban Hoàng pháp Hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban kiêm Tránh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm đã trao các phần quà và học bổng đến cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Huế. Trước khi bước vào hội trường, tất cả mọi người có mặt đã thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch COVID-19. Các em học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế, ngồi giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch bệnh. Hòa thượng có lời cầu chúc an lành đến toàn thể phụ huynh và các em học sinh nhân mùa vu lan báo hiếu sắp đến. Tại đây, Hòa thượng có lời chia sẻ chân tình, động viên khuyên tấn đến các em học sinh trước thềm năm học mới. Hòa Thượng chia sẻ rằng, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh, các em vẫn phải luôn cố gắng học tập. Hòa Thượng nhấn mạnh với các em học sinh rằng, ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Các em là những mầm non, những thanh thiếu niên, rồi sẽ là những trụ cột tương lai của đất nước. Hòa Thượng còn chia sẻ thêm rằng, tỉnh nhà chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ kép, đó là vừa phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển nền kinh tế tỉnh nhà. Sau cùng, Hòa Thượng có lời tri ân đến quý phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt đến quý anh chị trong gia đình thiện xanh, những người với tấm lòng thiện lành nhiệt huyết, luôn tha thiết với hoài bão giúp đời, giúp những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin phép được tạm dừng tại đây. Nhân dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2564, xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe, phước trí nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu, thành tựu mọi Phật sự. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.